Vâng, như vậy là mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, có ích, có ý nghĩa thì các bạn đừng quên cho mình xin một like. Còn điều đặc biệt hơn, các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất từ kênh Lecho Vlog nhé. Vâng, như thường lệ thì Lecho Vlog xin gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sắp tới của mình nhé. Bye bye các bạn.